Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu vừa tạm giữ hình sự Đào Ánh Nguyệt, 28 tuổi, trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu phát hiện Đào Ánh Nguyệt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khuya ngày 6 tháng 6, trước một quán karaoke trên đường Bình Giã, các trinh sát kiểm tra hành chính và phát hiện Nguyệt đang tàng trữ 13 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 12 viên thuốc lắc. Khám xét phòng trọ của Nguyệt, công an tiếp tục phát hiện thu giữ 100 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy tổng hợp. Nguyệt là nhân viên tiếp thị cho một hãng bia, nhưng gần đây kiêm luôn nghề mua bán ma túy. Theo lời khai của Nguyệt, số ma túy trên được mua về để bán lại. Khách hàng chủ yếu là các thanh niên thường đến vui chơi ở các quán bia, club, karaoke, vũ trường. Ngày 9 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hiển, 18 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, nghi phạm đã đâm chết một người phụ nữ ngụ cùng ấp. Trước đó, tối ngày 7 tháng 6, hàng xóm phát hiện chị Đặng Thị Diễm Thúy té xe mô tô cách nhà chị khoảng 100m trong tình trạng nguy kịch. Trên người chị Thúy có nhiều vết thương ra nhiều máu nên người dân hô hoán nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng chị Thúy đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh nhanh, cơ quan công an đã mời Trần Minh Hiển, hàng xóm của nạn nhân về cơ quan làm việc. Đến ngày 8 tháng 6, Hiển đã thừa nhận dùng dao nhọn đâm chết chị Thúy. Ngày 9 tháng 6, Công an huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự nghi phạm Thao Tông Xua ở xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn để tiếp tục điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 6, tại quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Công an huyện Quan Sơn đã phá chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang Thao Tông Xua, 32 tuổi, ở xã Nam Mèo, đang vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một ba lô, bên trong có 5 túi ni lông màu xanh, đựng 1.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu Thao Tông Xua đã khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng người Lào với giá 10 triệu đồng. Đang lặn sâu khoảng 20 mét ở quần đảo Trường Sa, hai ngư dân bất ngờ mệt mỏi, lơ mơ, rơi vào trạng thái nguy kịch, được chuyển đến bệnh xá trên đảo cấp cứu, nhưng tình trạng quá nặng buộc phải đưa vào đất liền điều trị. Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Phan Vinh đưa hai bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Theo các bác sĩ, bệnh giảm áp gây ra do các bọt khí hình thành trong mạch máu và dịch trong cơ thể khi có sự giảm áp suất xung quanh đột ngột. Bệnh này được gọi là bệnh của thợ lặn do xảy ra trong trường hợp người thợ lặn lặn xuống quá sâu, chịu áp lực cao ở đó và ngoi lên quá nhanh gây ra sự giảm đột ngột của áp suất chung quanh. Hậu quả của việc ngoi lên nhanh có thể hình thành các bóng khí ở da, khớp, tủy sống hoặc trong các động mạch gây tổn thương các cơ quan. Bệnh này nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến tử vong hoặc tàn phế suốt đời. Thưa quý vị, thời gian qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đi tỉnh Đắk Lắk, tình trạng xe khách thường xuyên vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh trên mui xe, phóng nhanh bạc mạng để tranh giành hành khách đang là nỗi lo cho người đi đường. Bằng mắt thường cũng đã thấy vi phạm, nhưng không hiểu sao các hung thần xa lộ này vẫn dễ dàng vượt mặt các chốt giao thông như thế này. Điều đáng nói, tình trạng những chiếc xe ô tô khách như thế này thường xuyên vi phạm vẫn chưa bị xử lý nghiêm. Việc chở hàng cồng kềnh trên mui xe rồi phóng bạc mạng trên đường như thế này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông cho người đi đường. Bên cạnh đó, thời gian qua, cũng chính những chiếc xe ô tô khách như thế này chỉ vì tranh giành khách mà đã phóng nhanh vượt ẩu và gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông rất thương tâm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Hữu Phượng, tức Phượng Râu, 51 tuổi, trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, cùng 24 bị can khác về các tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này, có 7 đối tượng là cán bộ của ngành kiểm lâm hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức bán đấu giá trên 640 mét khối gỗ các loại từ nhóm 1 đến nhóm 6 là gỗ trôi dạt vùi lấp dưới lòng suối Đắk Đam do Vườn Quốc gia Gióc Đôn trục vớt. Phượng Trâu và công ty Thảo Trúc do Nguyễn Thành Kiệt làm giám đốc đã trúng đấu giá lô gỗ nói trên. Lợi dụng việc vận chuyển gỗ mua đấu giá hợp pháp, Phượng Râu cùng đồng bọn đã lên kế hoạch khai thác và mua thêm gỗ bất hợp pháp tại khu vực Vườn Quốc gia Gióc Đôn, vận chuyển về huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ.
Theo đó, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, Phượng và Kiệt đã vận chuyển trên 900 mét khối bất hợp pháp từ vườn quốc gia Gióc Đôn về các xưởng gỗ trên địa bàn huyện Cư Dút. Để vận chuyển trót lọt số gỗ trên, Phượng cùng đồng bọn đã chi trên 280 triệu đồng cho 7 cán bộ của công ty lâm nghiệp Đắc Quyêu, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông và hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Vừa xuống giống 2,5 hectare điều, thì 10 ngày sau chủ vườn vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng vườn cây đã bị phá hoại không thương tiếc. Nghiêm trọng hơn, ít ngày sau đó, kẻ gian lại tiếp tục hủy số điều còn lại, khiến cả vườn điều khoảng 1.000 cây bị phá hỏng hoàn toàn. Đây là những gì còn sót lại tại vườn điều non 2,5 hectare của gia đình ông Dụng Quý Đông, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 1.000 cây điều được vun trồng cẩn thận, giờ chỉ còn trơ lại những hố đất. Dấu tích còn sót lại chỉ là vài cây điều đã bị nhổ lên, bẻ gãy và vứt vương vãi trên mặt đất như thế này. Tâm tư thì tôi rất là hoang mang vì làm nông nghiệp là thứ nhất là đóng góp cho một nông nghiệp, cho nên là có là cái giá trị kinh tế cho gia đình mình và tỉnh nhà. Mà trong lúc bị kẻ gian phá hoại này thì cũng mong cơ quan giúp đỡ và điều tra, chứ không thì nói chung làm nông rất là khổ, mà làm như vậy thì nó cũng không có tinh thần để mà làm. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để những người nông dân như ông Đông có thể yên ổn làm ăn trên mảnh đất của mình.